Bắt đầu nhen nhóm từ sau Tết Nguyên đán, nhưng phải đến lúc này, trào lưu tặng biệt thự, nhà phố, chung cư tiền tỷ đang trở nên khá phổ biến ở các trang mạng, hội nhóm chuyên về bất động sản. Điều kiện của món quà đặc biệt này, đó là người được tặng có khả năng tiếp tục thanh toán hợp đồng theo tiến độ và đặc biệt là trả gốc cộng lãi ngân hàng. Có lẽ chưa bao giờ mà một nỗi sợ của các nhà đầu tư mang tên nợ xấu ngân hàng hiển hiện rõ rệt như bây giờ. Một nhà đầu tư thông báo tặng lại căn biệt thự trị giá gần 10 tỷ tại Bình Thuận, trong đó chủ nhà đã thanh toán 15% giá trị nhà tương đương với 1,3 tỷ đồng, vay ngân hàng 6 tỷ. Trước đó anh này đã giao bán cắt lỗ nhưng không thành, trong khi kỳ hạn thanh toán tiếp theo cho chủ đầu tư sắp đến. Vậy nên anh giao tặng vì nếu hủy hợp đồng, nhà đầu tư cũng mất trắng. Và anh thì không thể cố mỗi tháng phải trả ngân hàng cả gốc và lãi lên tới 60 triệu đồng. Không chỉ có tặng biệt thự, mới đây trên các diễn đàn bất động sản, hiện tượng tặng chung cư cũng xuất hiện. Như trường hợp một cô gái giao tặng hộ người chị do không đóng nổi ngân hàng, đã tặng một căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh có giá gốc là 3,3 tỷ đồng. Chủ nhà đã đóng gần 890 triệu đồng và đang vay vốn ngân hàng 70% giá trị căn hộ. Theo nhiều chuyên gia, nỗi lo có tên trong danh sách nợ xấu đã khiến cho nhiều người phải giao hoặc tặng bất động sản, miễn sao người được tặng có khả năng chi trả tiếp toàn bộ các khoản thanh toán theo tiến độ hợp đồng. Chủ sở hữu các bất động sản kiểu này thường là nhà đầu cơ sử dụng đòn bẩy tài chính. Do phần lớn tiền đi vay ngân hàng, một phần ít để đóng cọc hoặc tiền theo đợt, đợi nhà đất lên rồi bán sang tay. Nhưng nay do thị trường không có tính thanh khoản, không gánh nổi khoản vay, đành chấp nhận mất cọc. Tuy nhiên, ngay cả khi cho tặng các căn nhà cả tỷ đồng thì tỷ lệ giao dịch thành công không nhiều. Việc giá bất động sản trước đây bị đẩy quá xa so với giá trị thật, hay tình trạng khó khăn của thị trường dự kiến còn kéo dài, và cả việc liên tiếp các chủ đầu tư dự án lớn âm vốn sở hữu đã khiến cho nhiều khách hàng mất niềm tin khi tiếp tục đóng tiền theo tiến độ hợp đồng. Đầu tiên là thanh khoản được ít này. Thứ hai là để mà thanh khoản được thì cái vốn tự có của mình gần như là cũng rất khó để lấy lại được cái phần vốn tự có đấy. Chính vì vậy là mình sẽ hiểu là vốn tự có thể khó lấy lại. Có nghĩa là nếu mà mình tiếp tục mình đầu tư vào đấy, mình tiếp tục mình trả tiền ở đấy, thì trong giai đoạn một năm sau có thể mình vẫn phải bán với cái giá bị giảm đi. Thì cái số tiền thực chất mình đóng thêm thì may mắn thì mình có thể lấy lại cái tiền đóng thêm thôi. Còn tiền đóng ban đầu thì vẫn có thể bị mất. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn với nhiều doanh nghiệp và cả các khách hàng, bởi đây là năm kết thúc chính sách ân hạn nợ gốc, hỗ trợ ở lãi suất 0% trong 2 năm đầu mà ở nhiều dự án trước đó các chủ đầu tư đã áp dụng để bán được hàng. Từ năm 2023 trở đi, các nhà đầu tư nhỏ sẽ phải tự trả gốc và lãi cho khoản vay của mình bằng với lãi suất thả nổi của thị trường. Lúc đó, tâm lý mới bắt đầu xáo trộn hơn, và thị trường cũng sẽ còn đón nhận thêm những thông tin xấu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Rõ ràng chính phủ nỗ lực gỡ khó, nhưng trong quý 3 năm 2023, thị trường sẽ chưa thể khởi sắc. Dự báo tình trạng này còn kéo dài đến hết năm 2023. Tín dụng của ngân hàng và bất động sản đã giảm nhiều so với trước, khiến doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ việc đi vay, thậm chí còn sợ vay. Nói cách khác, nỗi sợ có tên trong nợ xấu của ngân hàng luôn thường trực với nhiều cá nhân và cả doanh nghiệp tham gia thị trường bất động sản lúc này. Khuyến cáo được nhiều chuyên gia đưa ra đó là trước một khoản đầu tư tưởng như hời, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, khảo sát so sánh về giá cả, tìm hiểu kỹ quy hoạch, tính thanh khoản để tránh rủi ro chôn vốn, cũng hãy nghiên cứu kỹ dư địa tăng giá và tiến độ triển khai hạ tầng của các dự án.